Thưa quý vị, xuống cấp là thực trạng chung của những khu nhà tập thể cũ hiện nay. Chính vì vậy, bài toán cải tạo một căn hộ tập thể cũ thành một căn nhà hiện đại khang trang hơn là mong muốn của bất kỳ ai trong hoàn cảnh này, bởi nó vừa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt mà lại giải quyết được khâu thẩm mỹ cho chính ngôi nhà của mình. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng xem phần mục tư vấn sau của chương trình Đỗ 24 giờ. Khác hẳn với bên ngoài hình ảnh một khu chung cư cũ kỹ xuống cấp, căn hộ này có diện tích khoảng 25m², nằm trong khu tập thể cũ trên phố Trần Khánh Dư, Hà Nội. Do xây dựng đã lâu nên bị xuống cấp trầm trọng, không gian sinh hoạt vừa thiếu vừa bất hợp lý. Chính vì vậy, căn hộ này đã được cải tạo đẹp mắt hơn với chi phí không quá tốn kém, vừa đảm bảo được không gian sống hợp lý. Căn nhà này là một căn hộ trong một khu tập thể cũ. Đây lúc bắt đầu làm đây là căn nhà này là người chủ cũ để lại, thì tới đây thì rất là cũ kỹ và không có điều gì đặc sắc cả. Thì đã xây dựng một không gian như thế này thì các bạn thấy về hoa văn trong đây, có thể hoa văn thổ cẩm, hoa văn con phượng, đó những hoa văn rất là đặc trưng của người Việt Nam. Cải tạo nhà cũ vốn tốn công sức nên việc cải tạo được tính toán kỹ lưỡng hơn để tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của khu tập thể. Và phương án giải phóng không gian đã được chủ nhà lựa chọn cho căn hộ này. Những bức tường kín và chật chội được thay mới với những vách thoáng và vách ngăn lửng, giúp không gian thoáng đãng, sạch đẹp hơn. Sàn gạch cũng được gia cố và sơn mới, thay thế những viên gạch đã cũ kỹ lâu năm không còn đẹp mắt. Chỉ với 25m², nhưng căn hộ này vẫn được phân chia rõ rệt gồm phòng khách, bếp, phòng ngủ và một nhà vệ sinh và cả ban công để đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng cho hai người. Với phương pháp sử dụng tối giản và tiết kiệm chi phí nên từ sofa đến giường ngủ đều được lựa chọn và sắp đặt rất tinh tế, đầy đủ chức năng sinh hoạt cho cuộc sống đời thường nhưng vẫn giữ được những nét đẹp rất riêng.